Bài thơ Bếp Lửa Bình Yên, tác giả Lê Thị Lệ Thủy, diễn ngâm Phan Thu. Khi tiếng gà gáy gọi báo canh ba, nồi trở dậy bởi đêm gầy giấc ngủ, lò mò lưng còng bước chân khập khiễng, trong tay chiếc đèn dầu do dầm bước chân. Ngoài sân con gà vỗ cánh trên cành cao, nồi ngồi lại nhóm lửa hồng chào ngày mới. Gian bếp lạnh sáng bừng xua mang tôi, mái tranh nghèo giang nồi khói lam bay. Tôi ngủ rồi đêm thức giữa căn ba, lửa tí tắt mình nồi ngồi độc thoại, cháy bập bùng những sớm mai huyền thoại. Nồi khoai thơm hương tỏa ngạc ngào, tiếng nước sôi như reo gọi sang ngày. Con bò đã thức khua sừng lọc cọc, vừng đông đã sắc hồng nhuộm thăm, gà lại cất tiếng gọi tang canh. Bếp lửa bao mùa có dáng nồi gọi hừng đông, mùi hương ấy vẫn bao lần khoái chào. Bữa sáng mai nhọc nhằn mà thơm thạo, và ấm nồng bởi tinh nồi mắn mong. Bao năm rồi bếp lửa như ngóng trông hình dáng nồi tạo tầng và gian khó, cháu vẫn đây bếp lửa ngày xưa đó. Sớm mai thơm hương lửa nhớ nồi hiền, ôi bếp lửa diệu kỳ có nồi bình yên.